hôm nay mình đi đơn tiêu nè các bạn ha. Đây đây là tiêu nè, bịch này là nửa ký nè các bạn ha, tiêu Châu Đức á ha. Cái này là ở Tây Hồ Hà Nội nè đó. Rồi cái này là ở Bình Dương nè đó, ha. Rồi cái này là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình xem cái này là ở đâu đây, à, ở Bà Rịa Vũng Tàu nè đó, cũng có đơn luôn. Ồ, bạn này đặt 1 ký nè, túi 1 ký nè, cái này ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi xem đây, này là đâu đây, à này tiếp tục ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, thành phố Hồ Chí Minh họ dùng tiêu nhiều ha. Rồi cái này là ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh luôn, quận 10 luôn. Rồi cái này là ở Tân Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh nữa.